Arati virati papama cha pa cha sanyamo appamado cha dhamme su etang mangala muttamang gara vu cha niwato cha sankuthi cha katanyuta kale na dhamma sawanang etang mangala muttamang kanti cha so vacha sata samananang cha dasanang kale na dhamma tapo cha brahmachariyan cha ariya sakya nadasanang nippana sakki kiriya cha etang mangala muttamang putta saloka dhamme hi chittang yasana kampati asokang virayang khemang etang mangala muttamang eta disa nikattva na sappattha maparacita sappattha sothin gacchanti tante sang yani tha bhuta ni samagata ni bhumma ni vacha ni vantalikhe sabbe va bhuta sumana bhavantu atho visakkha cha sunantu pasitang tasma hi bhuta nisame tha sabbe yang kinh chỉ quyết tăng y tha hoa hữu răng hoa sắc kê su hoa văn rạ ta năng và ni tăng na nô sa năng a thị ta tha gạ tê na y đâm vị bút thê rạ ta năng và ni tăng e tê na sắc chê na su hoa thị hô tu kha văn quỳ ra găng a ma tăng và ni tăng gia đa gia ga sa ca gia mu ni sa ma hi tô na tê na đâm mê na sa ma thị kinh chỉ y đâm vị đâm mê rạ ta năng và ni tăng ê tê na sắc chê na su vắt thì hô tu văn bút đa sẽ thu và ri văn là di su chinh sa ma thì ma năn ta ri căn nhà ma hu sa ma thì na tê na sa mô na vi cha ti thì đâm vì đâm mê ra ta năng và ni tăng ê tê na sắc chê na su vắt thì hô tu dê ca la a sa thăng và sa tha chát ta ri ê ta ni du ga ni hôn ti tê Dakiniya sugata sasa waka ete sudinna ni maha phala ni idam visange ratanang vanitang ete na sakche na suvatthi hotu yesu vajutta manasa dalena nikamino gotamasa sanam hite patti patta amatang vigaya latha muta niputin punchamana idam visange ratanang vanitang ê tê na sắc chê na su vắt thì hô tu giá thinh đà khi lô và tha huynh sĩ tô sĩ gia chà tu vì qua thê vì á sam bà câm vì vô tà thu bà măng sa pù ri sang hòa đa mì vô a ri ya sắc cha đi á quê chà pa sa ti đi đâm vì sang ghe ra ta năng bà ni tăng ê tê na sắc chê na su vắt thì hô tu ye ariya sakya vipavayanti gambhira panyena sudesitani kincha vite honti pu pusappamatta na te pavang atthamamadiyanti idam visange ratanang banitang ete na sakye na suvatthi hotu sahavasadasanasambhadaya tayasudamma jahita bhavanti sakya yadi thi quý chi ki tăng cha si la pa ba thăng qua bi gia đát thì kinh chỉ cha thu và pa je hi cha quý pa mút tô cha cha bi tha na ni a vô ca tuôn hi đâm bi sang ghe ra ta năng và ni tăng e tê na sát chê na su vắt thì hô tu kinh cha bi so căm măng ca rô thì pa pa căng ca je na qua cha u đát chê ta sa qua appapo sotta sapadiccada ya appapatta dittapatta savutta idam visange ratanam vanitang etena idam vi bhute ratanang vanitang ete na sakye na suvatthi hotu varo varanyu varado varaharo anuttaro dhamma varang adesayi
idam vibhute ratanang vani tang ete na sacce na suvatti hotu hi năng phụ ra năng na văn na thì sam bà văn quy ra ta chít ta ya ti khe pa vas min te khi na vi ya a quy ru hi chan da ni pan ti thi ra ya tha yam bà đi bô i đâm bị sang ghe ra ta năng bà ni tăng e te na sát chê na su vát ti hô tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni vom ma ni qua cha ni qua an ta Tathāgatāṃ Devā Manuṣsapū Yitāṃ Buddhaṃ Namassāma Suvatti Hotu Yāni Tathāgatāṃ Devā Manuṣsapū Yitāṃ Buddhaṃ Namassāma Suvatti Hotu Yāni Tathāgatāṃ Devā Manuṣsapū Yitāṃ Buddhaṃ Namassāma Suvatti Hotu Yāni Tathāgatāṃ Devā Manuṣsapū Tathāgatāṃ Devā Manuṣsapū Yitāṃ Saṅghaṃ Namassāma Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sanh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thủ thanh bằng thủ phận an nhàn không hề sự tịnh an cõi lòng luật căn chế ngữ nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mong dục trần không làm nhơ bẩn tinh thần tránh lời chê trách thánh nhân phê bình mong cầu tất cả chúng sanh dồi dào hạnh phúc hòa bình sanh nhai cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung béo gầy nhỏ lớn không cùng hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa chưa sanh hoặc đã sanh ra thảy đều cộng hưởng hà sa phước lành nguyện không lừa gạt dối manh khinh người miệt chúng hư danh trang hiền giàu cho thân thuộc xóm giềng người dưng kẻ lạ các miền xa xăm trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người như lòng từ mẫu thanh tươi trăm cay ngàn đắng vui cười vì con giàu cho một mất một còn bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi tình thương ghi tạc đời đời từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang học đòi từ mẫu gương vàng mở lòng thương xót bủa tràn gần xa chúng sanh trong cõi xa bà thoát dòng khổ não vượt ra luân hồi hằng ngày rải khắp nơi bốn phương tám hướng gầm trời bao la tấm lòng bác ái vị tha gọi nhuần tư tưởng đậm đà tình thương lòng từ trong sạch như gương không pha ác cảm không vương tư thù cố tâm niệm niệm công phu khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền nằm ngồi mặc niệm thường xuyên sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn đó là phương pháp thế gian đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh thánh nhân ca tụng tán thành xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu vượt lên đến mức thắng ưu khai thông tuệ nhãn tầm siêu đỉnh đầu a hàm đạo tuệ gươm màu đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình bất lai cảnh giới hữu hình phạm thiên tạm ngữ nghiêm minh niết bàn Thế Tôn lại dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải dừng xét ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành các pháp hữu vi thật không bền vững nó có tánh sanh diệt là thường
Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Do nhờ đức của chư Phật, do nhờ đức của giáo pháp, do nhờ đức của chư tăng, do nhờ đức của Tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, do nhờ đức của tám muôn bốn ngàn pháp môn, do nhờ đức của Tam tạng, do nhờ đức của chư thinh văn đệ tử Phật, tất cả các hạnh phúc, tất cả các tật bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tai hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mị xấu xa của người, tất cả điều chẳng lành của người, cầu xin cho được tiêu diệt. Sự sống lâu, sự tấn tài, sự thạnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui cầu xin đến cho người. Tất cả sự khổ não, tật bệnh, sợ hoặc điều oan kết, hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch, sự khó chịu, cầu xin cho được tiêu diệt. Do nhờ các đức, nhất là đức của chư Phật, sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi, hoặc sự thạnh lợi phong lưu, sự an vui, hoặc sức mạnh, sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp, sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả, hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui, tất cả sự ấy cầu xin hằng đến cho người. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Mô Phật, kính chào đạo tràng. Suy nghĩ cũng sắp tới giờ rồi, bây giờ mời một vị lên thọ tam ngũ giới đi, rồi pháp sư đến là vừa hả? Thích tha giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Ukasa Mayang Pante Visung Visung Rakhanaktha Yati Sarane Nasaha Panchasila Niyachama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam bimayam pante visung visung rakhanaktha yati sarane nasaha panchasila niyachama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vận hành theo cho được sự ích lần thứ nhì. Ta ti yam bi ma yang phan te vi sung vi sung rakhanak tha yati sarane nasaha panchasila niya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vận giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ kính sư,
Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, và sau đây con kính cung thỉnh sư Thanh Tâm từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Và con kính dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutichambi Buddhang saranang gacchami. Dutichambi Sanghang saranang gacchami. Dutichambi Sanghang saranang gacchami. Tatichambi Buddhang saranang gacchami. Tatichambi Dhammang saranang gacchami. Tatichambi Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami. Tatiyambi Dhammang saranang gacchami. Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bana ti ba ta ve ra ma ni si cha pa đăng sa ma di ya mi a din na da na ve ra ma ni si cha pa đăng sa ma di ya mi ka me su mi cha cha ra ve ra ma ni si cha pa đăng sa ma di ya mi mu sa wa da ve ra ma ni si cha pa đăng sa ma di ya mi su ra me ra ya ma cha pa ma ra tha na ve ra ma ni si cha pa đăng sa ma di ya mi. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame Sumichachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surame Raya Machapamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Imani Pancha Sikkhapadani Sadukang Tattva Appamadena Nichakalang Samarakhi Thappang Silena sugatin janti, silena poga sambada, silena niputin janti, tasma silang viso thaya. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cư ấy nên chư thiện tính và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nha. Sa thu sa thu lành thai Uttamang ghe na vấn đề hăng ba đa băng sung và ruột tam măng Bụt thể yô khá lý tô đô sô Bụt thô khá ma tu tăng ma măng Uttamang ghe na vấn đề hăng Thammang cha duvi tham varang Thammeyo khalito doso Thammo khamatutang mamang Uttamang ghe na vande hang Sangkhan cha duvi thottamang
Samkeyo kalito doso Sangko kamatutang mamang. Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng ạ. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính chào thầy kinh vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con kính cung thỉnh thầy kinh đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Vi diệu pháp ạ. Dạ con xin xuống mắt ạ. Nam mô Bích Thay giá. Dạ con không biết là thầy kinh có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con. Dạ con xin sám hối. Dạ con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Dạ con xin sám hối. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhammade Sanaya Janagatha Brahmacalo katipati sahambati katanchali an tiwarang aya jatha santi tasakta parajakkacatika deise tu thammang anukambimang bacang sakthamma ferin vinayan cakayan suttan capantham apitham Macamang Ako tayanto catusak cadandang bapto taneye barisa Yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều Trần Như được hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh thầy kinh từ bi hân hỷ trang tràng để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và con kính dâng mít lại cho thầy, cho thầy ạ. Nam mô Bích Thầy ạ, nam mô Tam Bảo ạ, nam mô Sa Ngài ạ. Và kính lễ sư Thanh Tâm, kính lễ chư tôn đức tăng và thành chào tất cả quý vị. Dạ mới nghe rõ mà. Alo.
Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta đến buổi học vi pháp tiếp tục. Hôm nay chúng ta học cái phẩm sở cuối cùng. Cũng là một cái phẩm sở rất quan trọng trong cái trong 52 phẩm sở đó. Và hôm nay chúng ta sẽ có cái bài đọc trước cho tuần tới. Tức là mình đọc cái phần bài Pali với Việt. Đọc trước cho tuần tới để học. Đó là cái phần thứ nhất là chúng ta đọc Pali. Phần thứ hai chúng ta đọc bài học. Và phần thứ ba là chúng ta có một vài câu hỏi đố vui. Đố vui có thưởng. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta sẽ đánh lễ tam bảo tóm tắt. Nam mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật Samma Sambuddhassa. Nam mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật Samma Sambuddhassa. Nam mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật Samma Sambuddhassa. Samma sambuddhamattulan sasattham maganuttaman aphivadiyapasissa aphidhammasangham. Tôi xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Rồi, để bắt đầu chương trình, xin mời cho Nguyễn Boss bài lên cho tất cả chúng ta cùng nhau hoan hỷ lên đọc ha. Cho điểm nha, đọc cố gắng đọc cho nó chính xác nha. Để cho điểm á. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu dẫn cho đám tụi con đi trước bạch sư. Con xin nhân nức lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, yeah, mô Phật. Sư thấy cô Kim Nhung giơ tay rồi lại thả xuống. Rồi thôi, sư xung phong đọc trước nghe khỏi mất thời giờ của quý vị. Chê tá xí cá sằng gá há tâm sở phối hợp tê sằng chít ta quý chút tăng quý chút ta năng giá tha vô gá mi tô pa răng chít chút pa đề xú bắc chê căng sam bá yo go ba vút cha tí sát ta sáp ba tha chú dành tí gia tha yo gần ba kinh na ca chú đá sa ca sa lê quê sa quê quá so ba nê về sa so ba na. Tùy trường hợp, trong những loại tâm thức khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt, liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp, chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Cá tăng sappa citta sa tha nara tawa satta cetasika
Sabbe supi ekuna navuti chittuppa đề su lập bằng tí. Bằng cách nào? Trước tiên, bảy tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 bảy tâm. Bá kinh na kê su ba na, trong các loại, trong các tâm sở, trong các tâm sở biệt cảnh. Quý ta cô ta quá lý bành chá quỳnh nhà ná quá trí ta ca mà quá chá rá tít tê xú vê a chê quá ê ca đá xá xú bá tha má chà ná quý tê xú chà tí bành chá bành nhà chá chít tê xú Upa Jati tầm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong các loại tâm thuộc dục giới ngoại trừ ngũ song thức, 54 trừ 10 còn 44, cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền, 41 cộng 11 bằng 55. Uy cha ro pa na te su che wa e ka da sa su du ti ya cha na chi te su cha ti cha sa ti chi te su cha cha ti tứ phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm nhị thiền, 55 cộng 11 bằng 66. 3. Athi Mokho Dvi Cha Vinyana Vi Chikicha Vá Chita Chitte Su. Tháng giải phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi là 89 trừ 11 bằng 78. Quý ri văn banh chá đoà hòa đoà ra quá chá ná rí banh chá quỳnh nhà ná xăm bát tích chá ná xanh tì ra ná quá chí tá chích tê xú. Cần phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và quán sát tâm. 89 trừ cho 16 còn 73. Bi tí đô ná, xin lỗi, bi tí manas supekha sa hagata ca giá quỳnh nhà ná chá tút thá cha tu tha cha na quá chi ta che ti che cha chi ta chi tề su. Hỷ phát sanh trong các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xả, thân thức và tâm tứ thiền. 121 tâm trừ cho 2 cộng 5 cộng 2 cộng 11 bằng 11. 6. Chanh đô a hê tu cá mô mô mù há quá chí tá chích tê xú lắp ba tí. Dục phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si. 89 trừ cho 20 còn 69. Tê pa na chích tú ba đà giá thà ca năng ca măng chá xá thí bành chá bành nà xá ê ca đá xá chá lô sô lá xá sát tá tí quỳ xá tí chê quá
bát kinh nát ca quý và chi ta bành chá bành nhà xá cha xá tích thá sát ta tí tí sát ta tí ê cấp bành nhà xá chê cù ná sát ta tí sát bá kinh nát ca. Kể theo thứ tự các loại tâm này, 66 tâm, 66, 55, 11, 16, 70 và 20 không có tâm sở riêng biệt. 5, 15, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những loại sở riêng biệt. Rồi, sư đã đọc xong ạ. Hồi nãy sư thấy cô Kim Nhung giơ tay, giờ kính mời nha. Ừ, kính mời cô. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào thầy Kinh. À, kính chào các anh chị em trong room. Dạ, con không biết con làm cái gì, con rà rà mà nó giơ tay, chứ con cũng giơ tay ạ. Mà con thấy bài này đọc còn toát mồ hôi hột luôn. Dạ, thôi Châu Nguyễn ơi, Châu Nguyễn khỏi phải bớt bài nha. Mình mở lên phía trước, mình đọc cho Châu Nguyễn đỡ là cực. Chê ta si ca sằng ga hà, tâm sở phối hợp. Tê sằng chít tà quý chút tà năng gia thà yo gamito ba rằng chít tu bà đề số bách chề cam mạ cam mà sam ba yo go ba vút chát tí sát tá sát bát thá chu yút tràn tí gia thà yo gằng ba kìn na cà chút đa xà cu sa lệ Kusales we wa sofane sofanes we wa sofa sofana. Tùy trường hợp trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt, liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Các tầng sắp bát chít tát xà thà ra nà tà quá sắp tá chề tát xí cà sắp bề su bí ề cù na na vú tí chít túc bà đề số láp phàn tí. Bằng cách nào? Trước tiên, 7 tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Ba kinh nát kề su ba na trong các tâm sở biệt cảnh. 1. Quy tắc cô tà quá đùy bành cha quỳnh nhà ná quách chi tắc cà mà quá cha ra chi tề su chề quá ề cà đá sa su bát tham mách trà ná chi tề su trà tí bành cha bành nhà sát chi tề su ấp bách cha tí. Tâm phát sanh trong 50 trong 55 loại tâm, đó là con xin sám hối. Tâm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới ngoại trừ cặp ngũ song thức 54 trừ 10 bằng 44. Cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền 44 cộng 11 bằng 55. 2. Vicharo Panate su che wa e ka dasa su duti yak cha na chit te su cha ti cha sat ti chit te su cha ya ti. Tứ, phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền 55 cộng 11 bằng 66. 3. Athimokho đùy bành cha quỳnh nhà na quy chi kích trà quách chi ta chi tề su. Thắng giải,
phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi, 89 trừ 11 còn bằng 78. Viriyang bành cha bùa ra quách chân á, duy bành cha quyền nhà na, sầm bát tích chân á, sầm tì ra na, quách chi tạ, quách ta chi tề số, cần phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và quan sát tâm, 89 trừ 16 bằng 73. 5. Đi tí, đồ mana subách khà sa ha gát tà, cà giá quỳnh nhà ná, chá tút thách trà ná, quách chít tá chít tề số, thỉ, phát sanh trong tất cả các tâm, ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ ả, thân thức và tâm tứ thiệt, 121 trừ 2 trừ 55 trừ 2 trừ 11 bằng 51. 6. Chàn đồ á hề hề su la phát tí, dục phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si, 9 trừ 20 bằng 69. Tề ba na chít túc bà đà giác hà ca mằng cha sót thí bành cha bành nhà xã ê cà đa xã cha sô lát xã sát tắp tì quỳ sót thí chề quá bác kình nát ca quý bác kình nát ca quý quách chi tà bành cha bành nhà xã cha sát thí tha sát tắp tí tí sát tắp tí ê ca bành nhà xã chề cú nà sát tắp tí sát bác kình nát cà. Kể theo thứ tự các loại tâm này, 66, 55, 11, 16, 70 và 20 không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Dạ. Như vậy là hết ạ. Con xin xuống mic ạ. Xin cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài ạ. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá và Nguyên Như con xin đọc bài ạ. Chê ta xí cá sằng gá há, tâm sở phối hợp. Tê sằng chích tà quý dút tà nằng, giá thà dồ gá mí tồ bá rằng. Chích túc bà đề xú bắc chê cằn, sầm bá dồ gồ bá quýt chát tí. Sách ta sắp bách thá dút chành tí, giá thà dồ gần bá kinh ná cà. Chút đá xà cú xá lề xuề quá, sổ phá nề xuề quá sổ phá nà. Tùy trường hợp, trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Cá thằng sắp ba chít ta xà thà ra nà tà quá sắp ta chề ta xí cà sắp bề su bí kề cù ná ná quýt tí chí túc bà đề su lắp phành tí. Bằng cách nào? Trước tiên, 7 tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Bá kinh ná kề su bá ná trong các tâm sở biệt cảnh. 1. Quý tắc cô tà quá đi bành chá quỳnh nhà ná quách chí tá cà mà quá chá rá chít tề xú chề quá ê cà đá xá xú bá thá mắt chành ná chít chít tề xú chà tí bành chá bành nhà xá chít tề xú úp bách chá tí
tâm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới, ngoại trừ cặp ngũ song thức, 54 trừ 10 bằng 44, cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền, 44 cộng 11 bằng 55. 2. Cha rô bá ná tê su chê quá ê ca đá sá su, đú tí giác chân ná chích tê su chà tí chát sắc, thí chích tề xú trà giá tí. Tứ phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền, 55 cộng 11 bằng 66. 3. Á thí mốc khô tuy bành chá huỳnh nhà ná quý chích kích trà quách chí tá chích tề xú thắng giải, phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi, 89 trừ 11 bằng 78. 4. Quý rí giang bành chá đà ra vách chá ná túy bành chá huỳnh nhà ná sầm bá tích chá ná sành tì rá ná vách chí tá chích tề suốt, cần phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và quan sát tâm, 89 trừ 16 bằng 73. 5. Bì tí đồ má ná xúc tết khà xá há gá tá cà giá huỳnh nhà ná chá tú tắc chà ná vách chí tá chích tề xú, hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xả, thân thức và tâm tứ thiền, 121 trừ 2 cộng 55 cộng 2 cộng 11 bằng 51. 6. Chăn đồ á hề tú cá mồ mù há quách chí tá chích tề xú lấp phát tí, dục phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si, 89 trừ 20 bằng 69. Tề bá ná chích túp bà đà giá thắt cá măng chá sắc thí bành chá bành nhà xá ề cà đá xá chá lồ lá xá tá tí quỳ sa tí chề quá bá kình ná cáo quý quách chí tà bành chá bành nhà sa chá sách thích thá sách tá tí tí sách tá tí ê cá bành nhà sa chề cù ná sách tá tí sa bá kình ná cà. Kể theo thứ tự các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20 không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sinh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Dạ con đã đọc xong, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. À. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và kính chào thầy Kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. À, Châu ơi, em khỏi post bài đi, chị thấy bài rồi. Tại vì hồi nãy cái em mà post hồi nãy phần trên nó có nhiều cái nó không có hiện lên, nhưng mà bây giờ thì nó hiện đủ rồi. Nha, cảm ơn Châu Nguyễn nha. Nên Nguyên Trang sẽ đọc trên cái màn hình cũ ha. Dạ. Dạ con xin đọc bài ạ. À. Chê tá xí cá sành cá há tâm sở phối hợp. Tê sằng chít tà quy yút tà năng giá thà gồ cá mít tô bá răng chít túc bà đề xúc bách chê cằn sầm bá dồ gồ bá quýt chát tí sắc tá sắp bá thá yút chành tí giá thà dồ gần ba kinh na cà chút đa xà cú sa lê xuề quá sổ phá nề xuề quá sổ phá nà. Tùy trường hợp trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt liên hợp
tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp chỉ phát sinh trong tâm đẹp. Các thằng Sapachittasa Tharana Tào Quát Sắc Ta Chê Ta Sĩ Cà Sắp Bề Sư Bí Ê Cù Nana Vung Tí Chích Túc Bà Đề Su Lắp Phàn Tí. Bằng cách nào? Trước tiên, bảy tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Bakinake Supana, trong các tâm sở biệt cảnh. Quitako Ta Vadu Vadu Pan Chawin Nya Vat Chitaka Ma Vacharachi Te Su Che Wa E Ka Dasa Supat Thamat Cha Nachit Te Su Cha Tipan Cha Pan Nya Sachit Te Su Appat Chati. Tầm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới, ngoại trừ cặp ngũ song thức 54 trừ 10 bằng 44, cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền, 44 cộng 11 bằng 55. Vicharo panate suche wa e ka dasa su tu ti vat cha nachitte sucha tichasat tichitte sucha yati. Tứ phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền, 55 cộng 11 bằng 66. Atimokho tipan chawin nya nawichit kicha wachitachitte su. Thắng giải, phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi, 89 trừ 11 bằng 78. Viriyang bành cha đòa ra quách cha ná tuy bành cha quỳnh nhà ná sầm phá tích cha ná sầm tì ra ná quách chi ta chích tề su. Cần phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và quan sát tâm, 89 trừ 16 bằng 73. Bi tí đồ mana supekha sahagataka ya huynh nhà na chatut thách trà na quách chita chít tề su. Hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ u và thọ xả, thân thức và tâm tứ thiền, 121 trừ 2 cộng 55 cộng 2 cộng 11 bằng 51. Chành đồ a hề tu ca mồ mù ha quách chi ta chít tề su lắc phát thi. Dục phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si, 89 trừ 20 bằng 69. Tề ba na chít túc bà đà giác thắc ca mặn cha sắc thi bần cha bần nhà sa e ca đa sa cha sô la sa sắc ta tít vì sa ti chê wa pa kin na ca quy quất chít tà bần bần cha bần nhà sa cha sắc thít tha sắc ta tít tí sắc ta tí ê ca bần nhà sa ê cù đa sắc ta tí sắp bắc kinh na cà.
kể theo thứ tự các loại tâm này: 66, 55, 11, 16, 70 và 20 không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Oh my god, đọc, dạ con đọc xong rồi ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính chào nhà sư, con kính chào thầy, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc chị Châu khỏi phố nha. Chị mấy câu phần ở trên được rồi. Con xin đọc. Chitta sikka sangaha tâm sở phối hợp. Thi sang chitta viyut ta năng ya tha yoga mito parang chitu pa desu pa chi pa chi kang sampat go pa vichati sata sampatha yut chanti yatha yogang panki pankina chudasa kusales quý quá so phà này số này quý quá so phà nà. Tùy trường hợp trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây: 7 liên hợp với tất cả các loại tâm, 6 tâm sở riêng biệt liên hợp tùy trường hợp, 14 chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện, 19 tâm sở đẹp chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Các thần sapa chita sa tharana ta qua sa ta jeta sika sape supi ekuna ekuna na quiti chi tu pa desu la panti. Bằng cách nào? Trước tiên, 7 tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Pakina Kesupana, trong các tâm sở biệt cảnh. 1. Kvitak Takwa Dri Pancha Vinyana Kwa Chitaka Man Kwa Chitesu Chikwa Eka Dasasu Patamach Cha Na Chitisu Chati Pancha Panya Sati Sati Tesu Upachati. Tâm phát sinh trong 55 loại tâm đó là: trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới, ngoại trừ cặp ngũ song thức, 50 trừ 10 bằng 44, cũng phát sinh trong 10 loại tâm của sơ thiền, 44 cộng 11 bằng 55. 2. Quicharo Pana Tesu Che Qua Ekadasasu Dutiya Dutiya Na Dutiyachana Chetisu Chati Chasati Chitisu Chayati. Tứ phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền, 55 cộng 11 bằng 66. 3. Atimoku Atimuk Hukku Dvipanch Cha Kvi Nya Na Kvi Chi Ki Cha Kvi Chi Ta Chi Ti Su. Thắng giải,
phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi. 89 trừ 11 bằng 78. 4. Quý vị rằng pancha dwa ra qua cha na dwi pancha quinya na sampati cha na santi rana qua chi ta chi te su căn phát sinh tâm phát sinh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ ngữ ngoại trừ ngũ môn hướng tâm ngũ song thức tiếp thọ tâm và quán sát tâm 89 trừ 16 bằng 73 5 patido manas supe kasagaha sahagata kaya kunyana katu chatu thajana và quê chít ta chít tê sư hỷ phát sinh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xã thân thức và tâm tứ thiền 121 trừ 2 121 2 là 2 cộng 55 cộng 2 cộng 1 bằng 51 6. Chando Ahituka Monmu Hatja Hakwa Hakwa Chita Chitesu Lafati Dục phát sinh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si 89 trừ 20 bằng 69 Tepanya Chitupada Yatha Kamang Jasati Panja Panja Sa Eka Dasa Jasolasa Satati Quy Sati Chitqua Pankina Kikab Quy Qua Chita Panja Panya Sajat sa ti ta sa ta ti ti sa ta ti e ka panya sa je kuna sa ta ti san sa pa kina ka kể theo thứ tự các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20 không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Dạ, con kính chào, con xin release cái mic. Sa thú Mỹ. À, dạ mời cho Nguyễn, mời Như Quỳnh nha. Mời quý vị đọc ha. Sa thú lành thay. À, dạ Nam Mô A Di Đà con Như Quỳnh, con xin kính lễ sư Thanh Tâm cùng toàn thể chư tôn đức tăng. Dạ con nghe. Kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con xin đọc bài. Chetasika sangaha tâm sở phối hợp te sang ta ví dụt ta năng gia tha yo gamito parang chitappa de supacche kang sampayogo phavacchatisatta sabbatha yacchang ti gia tha yo gang pakin naka chudasa kusalesve Vaso Phanesve Vaso Phana
Tùy trường hợp trong những đại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Cá thân Sabbacittasatharana Tavasatajetasika Sabbesueku Nanavutichittapadesulapphanti. Bằng cách nào? Trước tiên, bảy tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm Patinake Supana, trong các tâm sở biệt cảnh. 1. Vitakko Ta Vatipan Cha Vinya Nau Chitaka Ma Vachara Chite Suche Vaeka Dasa Supat Amacha Nachite Sucha Tipan Cha Panya Sachite Suapachati. Tâm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới, ngoại trừ cặp ngũ song thức 54 trừ 10 bằng 44, cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ 44 cộng 11 bằng 55. Vicharo panate che wa e ka da sa su du ti jat cha chi te su cha ti cha sat thi chi te su cha ya ti. Tướng phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền. 55 cộng 11 bằng 66. 3. Atimokho Vipan Cha Vinh Nha Na Vy Chi Kích Cha Vat Chi Ta Chi Tê Su Thắng Giải. Phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi 89 trừ 1 bằng 78. 4. Quý vị rằng pan cha đoa ra quách cha na vi pan cha huỳnh nhà na sam ta tích cha na sang tì ra na quách chi ta chi tề su. Cần phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thân và quan sát tâm 89 trừ 16 bằng 73. Pitido mana supekha sahagata ca ya huynh nhà na cha tut thap cha na quát chi ta chi tề su. Hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ u và thọ xả, thân thức và tâm tứ thiền 121 trừ cho 2 cộng 55 cộng 2 cộng 11 bằng 51. 6. Chăng đô a hê tú cá mô hâu chí chí tê su lắp phá đi. Dục phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp 89 trừ 20 bằng 69. Tê bà ná chí tê bà đà ca măng giá sách thi pành cha pành nhà sa e ca đa sa cha so la sa sát ta ti vi sa ti chề quá ba kiền na cao quý quách chỉ ta pành cha pành nhà sa cha sát thiết tha sát ta ti si ti sát ta ti e ca pành nhà sa chề cù na sát ta ti sát ba kinh na ca. Kể theo thứ tự các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20. Không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Dạ, con đã đọc xong rồi ạ. Con xin kính mời đạo tràng ạ. Có gì sai con xin thầy sửa lại giùm cho con. Dạ.
Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ chư tôn đức tăng. Dạ con kính lễ sư Nguyên Thông ạ. Mới vào râm ạ. Con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con dạ thưa sư, con xuống mic con post bài để kính thỉnh sư đọc bài ạ. Một lát con đọc sao ạ. Dạ con kính thỉnh sư Nguyên Thông ạ. Dạ xin cảm ơn cô Châu Nguyễn, con kính gia chào thầy kinh Nguyên Thông xin được đọc. Vì xin lỗi vì trẻ quái ham học tới chỗ nào cũng ham cho nên vô trễ. Nguyên Thông xin đọc. Tê sang chí ta bi yut ta năng ya tha go ga mi to pa rang chí tu pa de su pa che ka sang pa yo go pa vuk cha ti sak ta sap pa tha chu văn tí giá tha vô găng bá kiên nát ca trước đá xa cú xa lê về vá sớp phá nê về vá sớp phá na. Tùy trường hợp trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp chỉ phát sinh trong tâm đẹp. Cái tăng sắp bá chít ta sa tha rana ta vá sắc ta chê ta sĩ ca sắp đề su pi e cu na na bú ti chít tu pa đề su lắp phăng tí bằng cách nào? Trước tiên, 7 tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Bất kỳ nó kê supana trong các loại tâm sở biệt cảnh. Vitako, Vitako ta va duyên băng cha vi nhà na vi ta ca ma va cha ra chiết tề su chê va e ca đa sa su pa thang ma cha na chiết tề su cha ti băng cha băng nhà sa chiết tề su up pa cha ti. Tâm thanh trong 50 tâm, loại tâm đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới trừ ngoại trừ tập ngũ song thức 54 trừ 10 ra 44. Cũng phát sinh trong 11 loại tâm sở sơ thiền 44 cộng 11 ra 55. Vicharo panate suche va ekada su dutiya cha na chite su cha chi cha sát thi chi te su cha giá trí. Từ phát sinh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền 55 cộng 1 ra 66. Patimokkho dvipañca viññā pativicikicca vicatitte su thắng giải phát sinh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi 89 trừ 1 ra 78. Viriyang pancha dwara vachana dui pancha vinya na sampati chana santi rana vichati se chitte su cần phải được phát sinh trong tất cả loại tâm ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức tiếp thọ tâm, sắc tâm 89 trừ 16 ra 73. Tuy tí đô ma na su pe ka sa ga ta ka ya vi nha na cha tu tha cha na va chi ta chi te su hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xả thân thức và tâm tứ thiền. 121 là trừ 2 cộng 55 cộng 2 cộng 11 còn 51. Chăng đô a hê tu ca mô mu ha va chí ta chí tê su lắp phá tí. Dục phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si 89 trừ 20 là 69.
Tê pa na chi tu pa da ya tha căng măng cha sát thi păng cha păng nha sa e ca da sa cha so da sa sát ta thi vi sa thi chê và ba kiện na ca vi và chi toa chi ta păng cha păng nha sa cha sát thi tha sát ta thi thi sát ta thi e ba ca ê ca pan nha sa chê cu na sa ta ti sa pa ki na ca. Để theo thứ tự các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 72 và 20 không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69. Dạ không thấy rồi, thầy xin mời người cởi. Tại sao khi mà click nó chạy chậm mất? Dạ mời là Châu Nguyễn. Xin cảm ơn Châu Nguyễn con. Dạ thưa con Châu Nguyễn, một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn Như Quỳnh đã cho chị biết tín hiệu. Dạ em cảm ơn sư Nguyên Trang. Con xin phép được đọc bài ạ. Chê tá xí cá sằng gá há, tâm sở phối hợp. Tê sằng chít tà quý dút tà năng, giá thà dù gá mít tù bá răng. Chít túp bà đề xu bắc chê càng, xàm bá dù gồ bá quýt chá tí. Sát tá sáp bá thách dút tràn tí, giá thà dù gần bá kìm ná ca. Chút đá xà cú xá lê, cú xá lết quê quá xô phá nè, nết quê quá xô phá nè. Tùy trường hợp, trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt, liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp, chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Các thân Sắp bá chít tá xà thà ra nà tà quá sắp tá chê tá xí cà sắp bề su bí ê cù na na gu tí chít túc bà đề su lắp phần tí. Bằng cách nào? Trước tiên, 7 tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Bác kinh nát kì su bá nát trong các tâm sở biệt cảnh. 1. Quy tắc cù tà quá đi bành cháu quỳnh nhà na quách trí tá cà mà quá chá ra chít tề xú chê quá ê cà đá xá xú bá thá mắt trà na chít tề xú chà tí bành chá bành nhà xá chít tề xú úc bát chá tí. Tâm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong các loại tâm thuộc dục giới ngoại trừ cặp ngũ song thức 54 trừ 10 bằng 44, cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền 44 cộng 11 bằng 55. 2. Quý cha rồ ba nát tề xú chê quá ê cà đá xá xú đú tí dắt trà ná chít tề xú trà tí chát sát thí chít tề xú trà giá tí. Tứ phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền 55 cộng 11 bằng 66. 3. Athimokho đi bành cho quỳnh nhà nó quý trí kích trà quách trí tá chít tề xú. Thắng giải phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi 89 trừ 11 bằng 78. 4. Quý dằn bành cha đòa rà quách trá ná đuý bành cha quỳnh nhà
Nasampatichana Santi Rana Vachi Tachitte Su. Cần phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoài trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và quan sát tâm. 89 trừ 16 bằng 73. 5. Piti đồ ma na su bách khà sa ha gá ta kà gia huỳnh nhà na chá tút thát trà na quách chí tá chí tề su. Hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xã, thân thức và tâm tứ thiền. 121 trừ 2 cộng 55 cộng 2 cộng 11 bằng 51. 6. Chàn đồ á hề tú cá mù mù háo quách trí tá chích tề xú lắp phá tí. Dục phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si. 89 trừ 20 bằng 69. Tề bá ná chích túc bà đà gia thắc cá măng chá sát thí bành chá bành nhà xá ê cà đá xá chá sù lá xá sát tá tí quỳ xá tí chề quá bắc kình ná cáo quý quách trí tà bành chá bành nhà sát chá sát thí thá sát tá tí tí sát tá tí ê cá bành nhà sa chê cù ná sát tá tí sá bá kìm ná cà. Kể theo thứ tự, các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20, không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Dạ thưa, con đã đọc xong à. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép xuống mic con. Kính cảm ơn đạo tràng ạ. Nắc mô bút tha giá, nắc mô tham ma giá, nắc mô sân khai giá. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng, kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để giảng cho chúng con bài học hôm nay. Xin sa thú đạo tràng, hôm nay mọi người đọc bài rất là hay. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ, sa thứ. À, kính lễ cho Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. À, hôm nay bài cũng khó, cũng dài nữa. Cũng thử thách cho quý vị coi sao. À, quý vị nghe rõ không? Alo, nghe rõ không? Rồi, như vậy bắt đầu tuần sau chúng ta học cái bài này. Nhưng mà tuần sau thì mình chia thành từng cặp ha. Là hai người đọc bài, hai người đọc lần, chia làm hai phần. Phần một là một người, phần hai là một người. À, cho nó ngắn lại ha. À, mỗi người đọc phần nửa. Tuần sau đọc lại phần nửa. À, chứ một người đọc dài quá. Rồi, hôm nay chúng ta, nếu mà học bài học mà còn kịp giờ thì chúng ta có những câu hỏi đố vui. Còn nếu được thì thôi. Còn nếu vậy muốn extra giờ thêm thì mình tiếp tục chứ không có gì hết. À, mùa dịch này chắc cũng ở nhà không. Rồi, thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào tâm sở cuối cùng là tâm sở tuệ quyền. Tâm sở tuệ quyền. Tiếp tục sao? Tiếp tục sao? Ý luyện con. Rồi, tâm sở tự quyền. Bình nhìn trí giá chê tác sĩ khác. Bình nhìn trí giá trời cho sĩ khác. Rồi, cái chữ từ cái chữ này ha. À, cái chữ này từ cái căn từ chữ ba cộng căn nha, ba cộng căn nha ha. Thì xuống dòng cái chữ ba có nghĩa là cùng khắp, trọn vẹn, đầy đủ, chân chánh, đúng. À, và ý nghĩa của chữ ba
ba nghĩa là cùng khắp, trọn vẹn, đầy đủ, chân chánh, đúng. Rồi, đúng rồi, đó là ý nghĩa của cái chữ ba đầu ha. Rồi cái chữ nha, nha là hiểu biết, nha là hiểu biết. Thì bây giờ hai cái chữ này ráp lại là thành ra chữ là banh nha. À, hai chữ này ráp vô có một cái chữ là banh nha, nghĩa là hiểu biết trọn vẹn, đầy đủ, chân chánh, đúng, tuệ. À, là cái chữ banh nha nó có nhiều nghĩa ha. Hiểu biết trọn vẹn, đầy đủ, chân chánh, đúng, tuệ. Thì như vậy cái chữ mà banh nha này đó, thì khi mà ta ráp vô thành là banh nhìn trí giá chê tá xí khá đó. Là banh nhìn là banh nha, trí giá là quyền, in trí giá quyền ha, là kêu là tuệ quyền. Chứ mình đọc mình nói tâm sở trí tuệ là đặt nha, nói tâm sở tuệ quyền, banh nhìn trí giá chê tá xí khá, là dịch đúng theo cái chữ đó là nhớ là tuệ quyền. À, thì bây giờ cái chữ banh nha đây là trí tuệ, hiểu biết trọn vẹn, đầy đủ, à, chân chánh, đúng. Rồi cái chữ banh nha này nó có một cái chữ đồng nghĩa của nó là chữ nha ná. Chữ nha ná là quý vị có chưa? Nha ná. Đó là cái chữ nha ná. Nghĩa là nha ná là trí. Nha ná là dịch là trí. Banh nha là tuệ. Banh nha là tuệ. Nha ná là trí mà banh nha là tuệ. Đi banh nha tuệ. Đó thì hai chữ này thường thì ta dùng là đồng nghĩa. À, nhưng mà cái chữ nha ná này đó thường là ta nói là có cái nghĩa đó là khôn ngoan, sáng suốt, minh mẫn. Nhưng mà hiểu biết thông thường, hiểu biết theo tục đế, cả chân đế thì người ta thường ta dùng chữ nha ná. À, tức là sự khôn ngoan, sự trí tuệ, sáng suốt, hiểu biết, là giống như một người mà hiểu biết này kia nọ thì đó được gọi là nha ná. À, hiểu biết theo thông thường, hiểu biết tục đế và ngay cả hiểu biết cả chân đế thì cũng được gọi là nha ná. Nhưng mà cái chữ banh nha này đó là đặc biệt hơn, là hiểu biết theo cái sự đặc biệt, hiểu biết theo đặc tướng đặc biệt, tức là hiểu biết thấu rõ được cái pháp chân đế, tức là thấu rõ được tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. À, thì thường là ta dùng chữ banh nha, tức là một sự hiểu thấu, hiểu biết đặc biệt, thấu rõ tam tướng vô thường, khổ vô ngã, thì dùng chữ banh nha. À, còn cái chữ nha na thì nó rộng hơn, nó hiểu biết thông thường cũng có mà minh mà hiểu biết theo tục đế cũng có, chân đế cũng có. À, thì đó là một số sách người ta cho là cái ý nghĩa như vậy, thì chúng tôi trình bày để quý vị nắm bắt được cái này ha. À, nhưng mà thật sự hai cái này thì cũng là đồng nghĩa nha, cũng nói về cái trí tuệ hết, nó cũng là như vậy ha. Rồi trong cái bộ mà Thamma Sangadhi á, trong bộ pháp tụ, bộ đầu tiên của bộ ví dụ thì trong đó nói, trong đó dạy là thế nào là tuệ quyền. Thì trong cái chánh văn đó là: trong khi ấy pháp là trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên cứu, minh mẫn, mẫn tiệp, hồi quang, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si, kiến. À, tức là một số những cái từ ngữ người ta để người ta diễn đạt lên cái ý nghĩa của cái tâm sở tuệ quyền này. À, để chúng ta thấy rằng cái sự mà đặc biệt của cái tâm sở tuệ quyền này nó có những cái rất là tuyệt vời đó, rất là xuất sắc. À, cho nên muốn có được cái tuệ quyền này thật sự cũng không phải dễ. À, đó là cái tâm sở tuệ quyền là nói về banh nha. Rồi cái chữ indriya đó, chữ indriya đó. À, cái đó thì khỏi chép, cái đó thì đọc cho nghe rồi chứ khỏi chép. À,
Cái đó gì đây vậy mày, để mình đọc để biết nha. Vậy em đọc để biết thôi chứ làm chi. Nó dở cuốn sách Thâm Ma Sangha đi ra coi ha, bộ pháp tụ coi. Rồi cái chữ Indriya này, Indriya này có nghĩa là khả năng, khả năng hay là năng lực. Indriya là khả năng, năng lực, là quyền kiểm soát trong lĩnh vực riêng. Là cái chữ Indriya, từ từ dịch là quyền ha. Thì nó có ý nghĩa là khả năng, năng lực, quyền kiểm soát trong lĩnh vực riêng. Thì cái đó là ý nghĩa của chữ Indriya này. Rồi mình phải biết rõ ràng những ý nghĩa này thì mình mới thấy được cái vấn đề một cách rõ ràng ha. Ví dụ cái trí tuệ mà nó có Indriya, ví dụ là tuệ quyền, cái tuệ quyền là nó có khả năng đặc biệt riêng của nó, nó có một cái quyền, cái quyền riêng của nó để nó điều xử những cái tâm sở khác sanh chung cho nó. Thì như vậy trong cái Indriya này nó có nhiều loại, những dòng gạch đầu dòng đi, năm căn quyền, năm căn quyền hai chấm, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, thì nó kêu là năm căn quyền. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân quyền đó, tức là mỗi một cái căn quyền nó có một cái quyền riêng của nó. Ví dụ như nhãn quyền thì nó có cái quyền điều xử riêng của nó, và để bắt lấy cảnh sát thì nó kêu là nhãn quyền. Hay là nhĩ quyền, nó có cái quyền điều hành riêng của nó để nó xử xử lý vấn đề bắt bị cảnh sinh. Thì như vậy năm căn này được gọi là năm căn quyền: nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thân quyền. Rồi xuống dòng, gạch vào dòng, sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Rồi, tức là sắc mạng quyền, tức là cái sắc pháp đó, nó có một cái quyền hành, nó có một cái khả năng để nó gìn giữ đời sống của tất cả những sắc pháp khác được tồn tại, thì được gọi là sắc mạng quyền. Nó là một cái quyền, quyền riêng của nó, quyền riêng của nó là sắc mạng quyền. Rồi danh mạng quyền là một cái tâm sở, nó có một cái quyền điều hành để mà nó gìn giữ cái đời sống của những tâm sở khác đồng sanh chung với nó, thì được gọi là danh mạng quyền. Thì như vậy sắc mạng quyền và danh mạng quyền được hiểu là như vậy. Rồi xuống dòng, nam quyền, nữ quyền. Nam quyền và nữ quyền, tức là sắc nam quyền có cái sắc, sắc nam tính thì nó có một cái quyền riêng của nó để là tạo nên một cái tính cách của người nam. Thì nữ quyền cũng vậy, có cái quyền riêng để nó tạo nên một cái tính cách của người nữ, thì được gọi là nam quyền và nữ quyền. Rồi số xuống dòng, gạch dòng, năm thọ quyền, năm thọ quyền hai chấm, khổ lạc hỷ ưu xả. Năm thọ quyền, khổ lạc hỷ ưu xả. Tức là mỗi một thọ nó có cái quyền riêng của nó, kêu là năm thọ quyền. Như thọ xả nó có quyền riêng của nó, thọ hỷ nó có quyền riêng của nó. Mỗi cái nó có một cái quyền thì được gọi là năm thọ quyền. Rồi xuống dòng, ngũ quyền hai chấm, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Là ngũ quyền, ngũ quyền, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tức là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền á. Tính, tấn, niệm, định, tuệ là ngũ quyền. Là mỗi một cái tâm sở này nó có một cái quyền riêng của nó, gọi là tính, tấn, niệm, tự quyền, được xếp vào bộ là ngũ quyền. Rồi xuống dòng, là dòng vị trí quyền, vị trí quyền, vị trí quyền là trí tuệ của bậc tu đà quần đạo, là trí tuệ của bậc tu đà quần đạo, là sơ đạo đó, cái loại bậc tu đồng đạo biết cái chưa từng biết, thì nó kêu là vị trí quyền, trí tuệ của bậc tu đồng đạo biết cái chưa từng biết.
À, tức là cái trí tuệ của cái vị trí quyền, nó có quyền để mà nó biết được cái chứng đắc đạo quả lần đầu, đạo lần mới đạo thôi nha, đạo tu đạo quần lần đầu tiên, là cho nên được gọi là biết cái chưa từng biết, tức là thấy rõ niết bàn lần đầu tiên, người này chứng đắc niết bàn lần đầu tiên thì được gọi là vị trí quyền, tức là thuộc tu đạo quần, thuộc về đạo, tức là sơ đạo. Rồi xuống dòng dĩ tri quyền, dĩ tri quyền. Là trí tuệ của các vị tu đà quần quả tư là hàm đạo quả, a la hàm đạo quả và a la hán đạo, là trí tuệ của các vị tu đà quần quả rồi tư đà hàm đạo quả, a la hàm đạo quả và a la hán đạo. Tức là từ cái nãy là tu đà quần đạo ha, là thuộc loại cái phần trên là vị trí quyền, rồi cái dĩ trí là cái trí tuệ của tu đà quần quả, tức là khi mà thành quả rồi là được gọi là dĩ trí quyền. À, và lên bậc thứ hai là bậc tư đà hàm, tư đà quần đạo quả, rồi a la hàm đạo quả, rồi a la hán đạo thôi, a la hán đạo thôi nha. Với a la hán đạo là chấm đó thôi, là biết cái đã từng biết. Tu đà quần quả, tư đà hàm đạo quả, a la hàm đạo quả và a la hán đạo chấm, biết cái đã từng biết. À, biết cái đã từng biết, tức là biết cái niết bàn đã từng đã được tu đà quần, tu đà quần chứng đạo lần đầu tiên, và những cái này sau này là tu tiến, là biết những cái đã từng biết tới a la hán đạo ha. Rồi cái án quả đó, thì nó thuộc cái tuệ cuối cùng là cụ tri quyền, cụ tri quyền là trí tuệ của a la hán quả, phải giác ngộ hoàn toàn. Rồi đó, tức là những cái từ để nói về những cái trí tuệ của bậc thánh từ tu đà quần cho tới a la hán đạo quả. Thì vị tri quyền tức là trí tuệ của bậc tu đà quần đạo, tức là lần đầu tiên, giống như giờ mình tu lần đầu tiên mình chứng được cái sơ đạo thì lúc đó mình được gọi là vị tri quyền, tức là trí tuệ của bậc tu đà quần, biết được cái chưa từng biết, tức là đây nói về niết bàn. Vì nắm được rồi, tôi dĩ tri quyền là lên bậc, tức là lên từ lấy từ cái tu đà quần quả, tại vì tu đà quần quả là biết rồi, biết cái đã biết rồi, tức là biết cái bậc của tu đà quần đạo, thì như vậy được xếp vô cái dĩ tri quyền là tu đà quần quả, là trí tuệ tu đà quần quả, tư đà hàm đạo quả, rồi a la hàm đạo quả, a la hán đạo, biết cái đã từng biết. À, tức là ở đây tu tiến từ từ lên ha, tu tiến tu là quả, rồi tư đà hàm, a la hàm đạo quả, rồi a la hán đạo, biết cái đã được biết, tới đây là ngưng cái. Còn cái trí tuệ của một bậc a la hán quả đó, tức là một bậc đã hoàn toàn giác ngộ, trí tuệ chứng đắc là không còn gì để học nữa, nó đặt gánh nặng xuống không còn gì học nữa, thì lúc đó tôi gọi là cụ tri quyền. Gọi là cụ tri quyền. Thì như vậy được gọi là cái trí tuệ thứ tư, cụ chứ phải cụ nha, cụ á, cụ á, cụ già đó, cụ tri quyền. Sửa lại đi. Rồi đó là mọi giới thiệu sơ sơ một số vấn đề nói về cái tuệ quyền này ha, cụ tri quyền, đúng rồi đó. Rồi xuống dòng, đánh cái gạch nó qua thị đồ dòng ha, vẽ bông cũng được, đặc tính hai chấm, đặc tính hai chấm.
vào dòng cái hiểu biết thông suốt, phải thấu đáo, phải xuyên thấu chấm. Rồi xuống dòng cặp dòng tiếp. Thấu rõ thực tánh pháp đúng như nó thật là. Thấu rõ thực tánh pháp đúng như nó thật là. Rồi xuống dòng. Loại trừ vô minh. Loại trừ vô minh. Đó, thì như vậy chúng ta thấy cái đặc tính của cái tâm sở tự quyền này à, trước tiên là ta nói về cái sự hiểu biết, tức là nó có một cái sự hiểu, khi mình có được cái trí tuệ, cái tự quyền phát sanh thì mình có được sự hiểu biết thông suốt, có sự thấu đáo, sự xuyên thấu, ngay cả chúng ta hiểu biết cái thông thường cũng hiểu biết thông suốt, hoặc là mình biết về tịch đế hoặc chân đế cũng có sự thông suốt thấu đáo à, tự quyền nó phát sanh à, hoặc là cao hơn nữa là chúng ta thấy rõ được thực tính của pháp đúng như nó thật là, tức là nó sanh như thế nào mình biết rõ như thế đó, và nó diệt như thế nào mình thấy rõ như thế đó à, thì như vậy gọi là thấu rõ thực tánh pháp đúng như nó thật là, sanh diệt như thế nào mình biết rõ như thế đó à, đó gọi là cái à, sự hiểu biết thấu rõ cao cấp hơn chút. Và cái nữa là lên tới mức độ cao nữa là loại trừ luôn cái vô minh, tức là nó đâm thủng, nó phá tan màng vô minh luôn. À, cái đặc tính là tính chất đặc biệt của tâm sở tự quyền. Rồi xuống phân loại trí. Phân loại trí. Ta dòng hiểu hiểu biết theo tục đế. Hiểu biết theo tục đế. Cái dòng hiểu biết theo chân đế. Hiểu biết theo thế gian. Hiểu biết theo siêu pháp, bỏ ngoặc tam tướng hay là tứ diệu đế chấm chấm chấm. Hiểu biết theo siêu pháp. À, tức là trí người ta phân ra được bằng bốn loại như vậy, tức là hiểu biết theo tục đế, tức là hiểu biết theo những cách đời sống thông thường của mình, giống như mình học này học kia, món này kia, mình hiểu theo kiểu tục đế, hoặc là mình hiểu biết theo chân đế, tức là mình biết được cái bản thể tánh của mình à, biết được tâm mình thuộc về như thế nào, khi mình có tham mình biết tham, mình sân mình biết sân, hoặc là mình hiểu về những phần sắc pháp như thế nào à, mình có sự hiểu biết mà hiểu biết theo chân đế, tức là nhưng mà cũng thuộc loại thông thường à, và hiểu biết theo thế gian, tức là thế gian ở đời nó có những cái chuyện này chuyện kia, mình có sự hiểu biết theo của thế gian pháp à, rồi cao hơn nữa là chúng ta hiểu biết theo siêu pháp, tức là vấn đề này chúng ta đã đi sâu vào trong cái pháp hành à, đi vào tứ niệm xứ để chúng ta có thể thấy được trí tuệ nó phát sanh, để thấy được tam tướng vô thường khổ vô ngã, hoặc là thấy được tứ diệu đế, thấy được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế à, hoặc thấy được thập nhị nhân duyên, hoặc là 24 duyên hệ vân vân, thì lúc đó cái trí tuệ mình nó đạt tới mức độ coi như là nó vượt lên một đỉnh cao, thấy được những cái pháp mà những người không có hành về tứ niệm xứ hoặc là không có học về giáo pháp của Đức Thế Tôn thì không thể nào biết được, đó được gọi là hiểu biết theo siêu pháp. Rồi đó là như vậy. Là xuống dòng tam tuệ hai chấm. Tam tuệ một là tuệ văn, hay là văn tuệ đi ha, một là văn tuệ, nó hay chứ ha, văn tuệ từ như này à, Sutamaya Banya văn tuệ. Hai là tư tuệ,
hai là tư tuệ. Chinta Maya Banya, thấy không, thấy thấy chữ Bali không? Không thấy hả? Quá kỳ vậy. Giờ có thấy à, lạ rồi, làm lại nha, làm lại có thấy không nha? Chỗ này nó cái loại chữ gì sao mình copy nó không lên? Làm lại thử cái được nha. Thấy chưa? Ô không được, cái này nó không cho, cái chỗ sao cái này nó không cho. Nó buồn rồi ha, không cho. Thôi kệ, giờ mình không có 3 ly, mình 2 ly thôi. Giờ mình chơi 2 ly thôi. Rồi, một là văn tuệ, hai là tư tuệ, ba là tu tuệ. Ba là tu tuệ, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Như thế nào là văn tuệ? Cái này tức là do mình lắng nghe, mình học. Đó là một cái ai nó dạy mình ngồi mình lắng nghe mình học à, thì do cái sự lắng nghe, do cái sự đánh không được, nó có mấy cái dấu ngã dấu quyền tùm lum đánh không được, đánh ra là, tại vì không có cái phần Bali thì nó đánh không được, đánh ra nó cái chuyện nó hai dấu ngã dấu quyền tùm lum rồi tùm lum. Để coi coi sao đi, để kiếm cách vô sách nào khác. Để tin nhắn thử ha, thử có được không nha, à thử đây là có chạy qua đó ăn không, thôi là để kiện cái cuốn sách này, nhà máy in này kỳ quá. Rồi đó, thử coi à, qua bên trong Nguyễn thử coi, rồi gửi copy quăng qua nó có được không. Đó, không được ha, nó có cho. Thôi để ghi khác, khác mình làm lại ha. Giờ mình lấy cái ý nghĩa thôi cũng được rồi ha. Cái này nó với cái trí tuệ cao quá nó không cho mình cái bi. Đó, Hồng Nhung có được kìa, Hồng Nhung cái bi được kìa. Tư tuệ đó. Vậy là văn tuệ là Sutama Ya Banya. Có không, có chữ văn tuệ không, cái chinh ta, chinh ta mấy cái ba năm là tư tuệ chứ tôi nhớ rồi, có đó ở tư tuệ, tư tuệ. Rồi pha quá nha, pha quá na mấy gia ban nha là tu tuệ, có không, có rồi, copy giùm luôn đó, hay quá, sách đó copy được. Sách này bên đây nó nói tiếng Anh nó mới cho, chứ tiếng Bali nó không cho. Văn tư tu rồi đó, có rồi đó, ok à, ok rồi. Thì như vậy văn tuệ, để nói lại văn tuệ một từng cái, văn tuệ là cái trí tuệ nó phát sinh do từ lắng nghe à, tức là do từ khi từ mình khi mà ngồi mình ngồi mình lắng nghe một người khác giảng pháp, hay là mình lắng nghe một cái câu nói gì đó, hoặc là mình lắng nghe một cái âm thanh gì đó à, do mình lắng nghe, thì mình lắng nghe nó được cái sự hướng dẫn bởi của người khác, hoặc là lắng nghe về những giáo pháp của Đức Phật à, dạy hướng dẫn, thì mình do từ cái sự học đó mình thu học được đó, mình hiểu được đó, thì nó phát sinh trí tuệ. Và cái trí tuệ này phát sinh được gọi là do lắng nghe à, do là những bậc A-la-hán thinh văn, và cũng do những ngày lắng nghe về giáo pháp mới đắc được A-la-hán, thì được gọi là văn tuệ. Bây giờ quý vị nắm được không, nắm được cho cái bông này. Rồi, cái này dễ ha, dễ hiểu. Rồi, Chinta Maya Banya là tư tuệ à, tư tuệ tức là cái tư tuệ này là do tự chính mình, do mình phát sanh được trí tuệ, mình thu thập được tự chính mình à, những gì mình tư duy, mình suy nghĩ à, những gì mà mình tự mình suy nghĩ, mình tìm thấy ra được, mình chứng đắc được à, mình phát sanh được trí tuệ được, thì được gọi là tư tuệ. Chẳng hạn như bậc Phật độc giác, họ những vị này là không có thầy, tự mình học, mình lấy, mình suy nghĩ, mình tu tập lấy, thì được gọi là tư tuệ. Chinta Maya Banya à, chứ còn nghe người khác giảng hiểu vậy đó, mình đắc thì chỉ gọi là văn tuệ thôi à, còn tư tuệ là do chính mình, bằng riêng mình tư duy à, mình tư duy của riêng mình
À, nó là một cái quá trình gọi là mình có một cái sự phân tích, một cái sự minh triết, một sự học hỏi, một sự đầu tư dữ lắm mà mình mới có được cái trí tuệ thuộc về tư tuệ này. Rồi tới cái tu tuệ là cái thứ ba, và cái thứ ba là do cái quá trình của chính tự thân dấn thân vào những cái công cuộc hành thiền. À, mình vô những cái kinh nghiệm về thiền, về sự tu tập, kể cả thiền samatha hoặc là thiền vipassana, vô tu tập từ từ, do những cái tu tập về thiền này phát sanh ra trí tuệ từ cái đó. À, thì như vậy được gọi là tu tuệ. Đó là bà tam tuệ, ăn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Rồi cái gì nắm được chưa? Hello. Rồi đó là ba cái tuệ được chúng ta được biết ha. Trong kinh ngài Sariputta cũng có giảng về 73 loại trí, cái đó thì mình khoan biết ha. Đó thì dài dòng quá, quá dài ha, cái đó mình coi sách ha. À, thì mà biết là trí tuệ nó rất là đặc biệt trong vấn đề này. Rồi tiếp theo là tuệ phân theo thanh tịnh đạo. Tuệ phân theo thanh tịnh đạo. Một loại hai chấm, một loại hai chấm tuệ quyền. Một loại hai chấm tuệ quyền. Rồi hai loại hai chấm xuất dòng là dòng ha, thế gian và xuất thế, thế gian và xuất thế. Và xuất thế gian, thế gian và xuất thế gian. Rồi, hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu và vô lậu. Rồi, phân biệt danh và sắc. Phân biệt danh và sắc. Câu hữu hỷ và xả. Câu hữu hỷ và xả. Kiến đạo và tu đạo. À, tức là phân biệt trí tuệ, một loại là tuệ như mình học ha, tuệ quyền, tức là cái trí tuệ nó có khả năng, có đặc tính, quyền có quyền riêng đi sâu vào trong các tự tính pháp, đi sâu vào trong các pháp được gọi là tuệ quyền. Rồi nếu phân làm hai loại thì được phân ra là tuệ của thế gian pháp hoặc là tuệ xuất thế, tức là tuệ của những bậc thánh xuất thế gian. Rồi tuệ hữu lậu và tuệ vô lậu, tuệ thuộc về còn có những liên hệ tới những cái lậu hoặc là hữu lậu, và tuệ mà xuất thế là tuệ vô lậu. Rồi tuệ phân biệt danh sắc, tuệ phân biệt danh như thế nào, phân biệt sắc như thế nào, thì gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Rồi tuệ câu hữu với hỷ, câu hữu với xả, tức là trí tuệ đồng sanh chung với những cái loại tâm toàn hỷ, những cái tâm toàn xả, thì được gọi là tuệ câu hữu hỷ và câu hữu xả. Rồi tuệ do kiến đạo, tức là do cái sự tu tập chứng đắc, tức là chứng đắc đạo đầu tiên, tức là kiến đạo tu đầu quần, tức là kiến đạo và tu đạo, tức là tu cao lên, tu đầu quần quả, tức là hàm a la hàm a la hán, thì là kiến đạo và tu đạo. Đó là hai phân được làm hai loại như vậy ha. Rồi ba loại hai chấm, ba loại văn tư tu, như nãy mình học á, ba loại văn tư tu. Văn tư tu. Rồi bốn loại tôi dòng tứ đế, tứ vô ngại giải, tứ đế, tứ vô ngại giải.
tức là trí tuệ thấy được tứ đế khổ tập diệt đạo ha. Và tứ vô ngại giải là nghĩa vô ngại giải, từ vô ngại giải, pháp vô ngại giải và biện vô ngại giải, thì được gọi là tứ vô ngại giải, là trí tuệ về tứ vô ngại giải. Rồi đó là xong phần bốn loại. Rồi xuống dòng sự hiện hữu của tuệ. Sự hiện hữu của tuệ này, xuống dòng thẩm như ý túc tứ thần túc, thẩm như ý trong tứ thần túc. Rồi xuống dòng tuệ quyền trong năm quyền, tuệ quyền trong năm quyền. Tuệ lực trong năm lực, tuệ lực trong năm lực. Trạch pháp giác chi trong thất giác chi, trạch pháp giác chi trong thất giác chi. Rồi sử dụng chánh kiến trong bát chánh đạo. Chánh kiến trong bát chánh đạo. Rồi như vậy sự hiện hữu của cái tự quyền đó thì nó có mặt trong thẩm như ý túc, tức là trong tứ thần túc. Dục cần tâm thẩm, tức là tứ thần túc ha. Thì trong đó là thẩm như ý túc. À, được gọi là à, được xếp vô cái phần được gọi là tuệ quyền à, hoặc là trí tuệ. Rồi tuệ quyền trong năm quyền à, tức là tính tấn niệm định tuệ à, là thuộc về tuệ quyền. Rồi tuệ lực trong năm lực cũng tính tấn niệm định tuệ mà thuộc về lực à, nó có cái lực riêng của nó thì gọi là tuệ lực. Rồi trạch pháp giác chi trong thức giác chi, niệm trạch tấn hỷ kinh định xả là thức giác chi á, thì đó là niệm rồi tâm sở niệm, mà trạch là tâm sở tuệ quyền đó. À, thì thật pháp giác chi là chi trong bảy trong cái thất giác chi. Rồi chánh kiến trong bát chánh đạo, tức là tâm, tức là chánh kiến, tức là cũng là à, trí tuệ, tức là tự quyền này đó, tức là chánh kiến trong bát chánh đạo à, là sự hiện hữu của tuệ trong những cái pháp à, tứ như ý túc, tứ thần túc hay là ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo à, có đầy đủ rồi không. Rồi xuống dòng căn gốc hai chấm là vô si, căn gốc hai chấm là vô si. Xuống dòng tứ ý nghĩa đó, căn gốc của tội quyền chính là vô si à, tức là không là không có bị si mê là. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa trạng thái hai chấm biết rõ thấu tột pháp thực tính, biết rõ phải cái thấu tột pháp thực tính. Phận sự số 2, phận sự phá tan bài trừ sự tâm tối. Phá tan bài trừ sự tâm tối. Số 3, thành tựu không mê muội, không nhiễm đắm. Số 4, nhân cần thiết, tác ý khéo, phải tịnh, phải tục sinh bằng ba nhân. Rồi, tức là tứ ý nghĩa của cái tâm sở tự quyền này về trạng thái của nó là một cái sự biết rõ, một cái sự thấu đáo, thấu tột cùng, thấu cách xuyên suốt các pháp thực tính
nó là trạng thái của tâm sở tư quyền. Phận sự của nó là cái công việc của nó là nó phá tan, nó bài trừ, nó phá tan, nó là nó đâm thủng cái sự tối tâm. Nó giống như ánh sáng đến trong bóng đêm thì nó phá tan cái màn màn đêm. Bây giờ phận sự của tự quyền là phá tan, bài trừ sự tối tâm. Mà khi nó phá tan cái sự thành tựu của nó là không còn bị mê muội nữa, không còn bị nhiễm đắm. Đây gọi là sự thành tựu của nó. Và cái nhân cần thiết, chúng ta thấy là cái nhân cần thiết rất quan trọng. Muốn có phát sanh được cái tội quyền, muốn phát sanh được trí tuệ, chúng ta phải tắc ý khéo. Yoniso manasikara, không có khéo tắc ý thì không bao giờ phát sanh được cái trí tuệ, không bao giờ phát sanh được tội quyền. Là cái khéo thứ hai là phải tĩnh, tức là tâm mình phải ở trạng thái yên tĩnh và vắng lặng yên tĩnh. Cho nên đây là cũng là một cái nhân để mà làm cho phát sanh trí tuệ. Và cái nhân căn bản đầu tiên là tục sinh bằng tam nhân. Nếu là tục sinh bằng tâm quả, thiện, hợp trí là đầy đủ ba nhân thì nó cũng là một cái nhân để nó giúp cho phát sanh trí tuệ khi mà nghe pháp, khi mà tu hành về thiền định thì nó là cái nhân giúp cho sanh được cái trí tuệ rất là nhiều. Cho nên cái nhân cần thiết này là phải có, thứ nhất là cái điều chính là phải có tác ý khéo. Khi chúng ta học pháp, hành pháp, chúng ta phải có cái sự tác ý khéo, và tâm mình phải được yên tĩnh, chứ tâm mình động loạn thì không thể nào mình có thể phát sanh được trí tuệ. Đó là cái điều căn bản trong cái tứ ý nghĩa của cái tâm sở tự quyền này. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta học tới đây là thấy cũng đầy đủ ha, đầy đủ cái về phần tự quyền. Rồi, các vị có muốn dài câu đối vui không? Hay là nghỉ luôn, tùy theo. Không muốn sao, alo. Alo, chú ý kiến thì ai muốn giơ tay cho bông, ai muốn là thôi. Thì đi ngủ, nghỉ ha, ok, mệt rồi ha. Rồi một giờ nghỉ, mấy người kia nghỉ không, nghỉ hết không? Bên bên gì? Rồi. Rồi ha, rồi ok, nếu vậy thôi mình tạm ngưng ở đây. Rồi cậu học tới đây là bây giờ phải lẽ ha. Thì do phước báo mà chúng ta hôm nay học được, trước tiên nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được có sự an bình trong cái thời mùa dịch này, luôn được có đời sống được thanh tịnh tốt đẹp. Khi mà phước báo chúng ta học về ví dụ pháp này, nguyện cầu cho tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào trong bốn khổ cảnh và súc sanh, quỷ, a tu la, địa ngục ha, đừng bao giờ rơi vào đó. Nếu còn súc sanh còn trong dòng luân hồi, nguyện cho tất cả chúng ta được sanh làm người trời, như đừng bị rơi xuống mấy cái cõi khổ. Cũng do phước báo này, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống có trí tuệ, thành tựu chánh trí, đồng niệm nhau cả thấy. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tà Ma Dạ, Nam mô Sắc. Trả biết lời MC nha. Sa thú sa thú sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp của ngày hôm nay. Rất là hay thưa thầy, mà nó trễ quá rồi, thành ra thôi để dành hộp dịch thầy để lại cho tuần sau thầy phát cho tụi con. Dạ, và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mít lại cho sư ạ. Vavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba bhuta nuphave nesada soti pavang tu te vavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba dhamma nuphave nesada soti pavang tu te vavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba sangha nuphave nesada soti Phà văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ xà thụ xà thụ. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã cho chúc phúc
cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề hoa ta sanh ti vi hà ra hoa si ni thủ bề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu bù chi ta son thân ca đoan tê ta vi hà ra măng đa lê thế tra cha mắm cha na hoa ca cha phân kha vô xa ra mi ca đa na pha ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha e sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an đa sam pha hoa sẵn sê đa cha ta tha vô pa ti ca ni ya ni căng thăm mau răng pa tình cha tê sam bê bi đông kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thăm mô thăm mạnh tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ka tu san thăm mô sam bê bi thăm ma cha ri no gu tinh sam ba bu nê ya ma thăm ma ri yam ba đệ tề y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đăng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào thứ hai và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được học về ngạ quỷ sự với sư Pháp Thanh. Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.